Tân IA tin tức tiêu điểm trong tuần. Biden bay đến Đông Nam Á tại Malaysia thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu những dấu ấn lịch sử chính trị. Mỗi năm cho ra mắt 1.600 bộ phim, Hiệp hội Điện ảnh Ấn Độ đến Đài Loan khảo sát. 5 thanh niên đến từ Tân Nam đến Cao Hùng thực tập và trải nghiệm văn hóa pha chế thức uống. Cuộc khảo sát nhu cầu thiết yếu của tân di dân được phát động, Sở xuất nhập cảnh và di trú sẽ thực hiện thông cáo bằng 7 ngôn ngữ. Giáo trình ngôn ngữ mới sắp chính thức được bắt đầu, 63 lớp học tại 52 trường học đã thí điểm giảng dạy. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự NIA. Quý vị thân mến, nhân dịp chương trình giảng dạy ngôn ngữ cho 12 năm học sẽ chính thức được áp dụng tại năm học 108. Sở Giáo dục bậc cơ sở năm 107 đã thông báo sẽ chính thức áp dụng chương trình ngôn ngữ tân di dân vào trường tiểu học và trung học. Năm học đầu tiên sẽ có 21 tỉnh thành, 50 trường tiểu học và 2 trường trung học sẽ thí điểm. Tổng cộng sẽ có 63 lớp được triển khai chương trình 7 ngôn ngữ mới. Trong đó, trường tiểu học Hằng Xuân tại Bình Đông là trường học đầu tiên sẽ áp dụng 3 ngôn ngữ cùng một lúc. Ngoài việc lựa chọn ngôn ngữ bản địa bao gồm tiếng Mân Nam, Hakka và ngôn ngữ vùng cao, các học sinh có thể chọn một trong 7 ngôn ngữ mới như tiếng Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Philippines và Malaysia. Nhằm hiểu rõ đời sống tân di dân và hỗ trợ những nhu cầu cấp thiết, Sở xuất nhập cảnh và di trú đã giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Điển thông thực hiện khảo sát nhu cầu thiết yếu của tân di dân năm 2018. Cuộc khảo sát sẽ kéo dài trong vòng 4 tháng từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 20 tháng 12, phát hành thông cáo bằng 7 ngôn ngữ như tiếng Trung, Anh, Việt, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Các kết quả nghiên cứu trong tương lai sẽ đóng vai trò như một tài liệu tham khảo quan trọng cho chính phủ để thúc đẩy các hạng mục chính sách dành cho tân di dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!